Má đang chảy nước mắt vì đau nè. Sợ thấp không Ủa, qua. 2, 2, 3 chí hả? À, 04, 05, 06 chị đứng. Lỡ giờ không thấy không? 2, 3 chí tư. Mình phải khác khác xí nha. Không em đi dưới nè. Khá em đi khác mà em giống đâu. Ta nhớ nó cười thấy một câu nó tậu nặng mụn ở bên Sơn Trà qua mà Trời, mặt nó đúng cái tậu thiệt á, luôn á, em cái chịu tự không nổi nhiên luôn á. là Kiểu như mà mình đọc mình trong trường hợp của hắn á. Trời ơi. trời, tự nhiên bà ngồi bà khóc ngon khóc lành tầm mày kinh Mà thằng cu nó đúng tội thì luôn. Tại không mà vì tự tậu nhiên thiệt. thấy hắn ví dụ như hắn thẳng hư rồi nghe. Kiểu cái mặt hắn hiền mà hắn ngon lắm. Hắn đau dễ sợ đó mà mỗi lần về là còn chào Mà hắn ý là rồi. nhà hắn không cho hắn qua nữa kìa, tậu ghê luôn á, cho hắn đi bệnh viện sao đó hắn Nghỉ học luôn nghỉ nè, học luôn rồi đó, hắn hắn bị tự ti bị á. tự ti quá, tự ti luôn đó. Bởi tên nói chán. Mà cái mặt cái gì mà ngon á. Nhưng nó đúng tạo hình thường nhỏ hơn. Mà nặng em cái bụng viêm to nữa, cũng đau Bụng hắn quá. như là suối nguồn á. Chị Cảm giác chưa gặp trường tội hợp mua như rứa nó mà luôn câu nó thiệt luôn á, không hết luôn cái gì không đỡ luôn á. Vì nặng quá, để mặn nặng quá. á. Thùng nặng mà lấy sữa cho không biết rồi mình. Sợ ăn xỉu á. Nó về ăn xấu luôn mà. Giờ đỡ chưa nhỉ? Thì Không tôi biết chắc là cũng luôn đâu biết. á, đây có 2 lần mà nhà hắn thấy kiểu đang viêm lây á, vì Nhiều quá mình thì nó đụng bụng vô nó viêm lây á, cái nhà hắn thấy sưng quá cái không dám cho hắn đi, mà mình khuyên kêu từ từ cái cho đi bệnh viện ra, cái càng ngày viện càng ghê hơn, cái thâu răng đó chị hỏi thăm mà họ không chở qua nó. không biết răng Nó khúc nó mà chở qua mà mình điều kiểu nặng hắn trị cố gắng lắm, mà nặng hắn mình thấy xót giùm khóc luôn, nhà xa nữa. Trời, dưới này thôi đau mà mới nặng xương xương mà bao rái rái rồi không biết nặng nổi mấy cái kia em trời. Cho cái quạt xương xương giùm xí em ơi, có đứa mà rảnh bà kiếm không? chị cái quạt với thằng ơi. Đưa tay nghe nè. Đứa mau làm việc mà đeo tai nghe, tao cắm rồi mà răng đứa mau là đeo đó hằng. À nó mấy mẹ mang dép trong 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 xà ba ta kêu đó, đứa mà cứ mang đi được tháng 1 triệu thôi, không đứa mua mang biết luôn. từ những bay thôi. Tại chị nói miết không nghe, đụng tới tiền là ngay liền. Chị nói giờ
chơi đứa mô mang thì tháng chị trừ triệu nha. Từ đó là không thấy đứa mô mang nữa luôn. Cái đeo tai nghe nó là do con Hiền xử ra nè. Rồi cũng điều trị con bé cũng mới đẻ xong cỡ chừng này đây, nay tháng đây chưa đẹp đâu, nên tự tin hẹn nên cố gắng em nghe. Chị nó cũng mới đẻ vậy lắm vậy. Chị mô mới nó nhớ nằm chị giường trong cùng đó. trong cùng mô ta con bé nằm ở phía ngoài trong cùng xong chuyển ra phía ngoài mấy lần sau em nhớ yên chị nữa hồi đầu mới vô kêu mới đẻ vậy mạch sản luôn. Nhiều người ghê lắm mà chữ đẹp rồi. Có bầu có bị không vậy? Có chứ, có lây là mà không biết lây nhặn trong nè, chừng mới bung thôi, mới bung mày ở dưới nè. Ví dụ như lây như đây nè mà không biết để đó đó, để đây nè, cái này mà cho bô đồ bậy vô nữa là tao nó bung như là chắc banh luôn, không còn chi để cứu luôn. Bé này sinh năm mấy bé? 96. Hồi nãy mới nói là hai mấy đó, cũng lớn mà. 28 rồi. Yên là chín mấy Yên? 29 mà em bữa nay ở nhà rồi thầy bà khỏe không hả? Được sao Nghe được nó là đúng không? vừa rồi đau gì đó mà đúng không? Mấy đợt trước này đau lắm. Trời. Bà đau chi? Mà em là tim mạch đồ chú 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 khác. trời à. Mà Cái đủ mua thứ rồi. cũng thuốc cái trận thuốc nói chung là thuốc sống suốt đời. Thuốc hàng tháng đó. Cũng yếu à, Yên cũng yếu nè. Em bạn giống mẹ đó. Bây giờ trời mấy năm nay cũng đỡ. Kiểu đúng lúc ấy. Đi đúng người nè, đúng bác sĩ rồi nè, đỡ. Ba đi đỡ. quanh đó. Bạn năm nay mấy rồi? Em sau số 4, số 5 đó. Tuổi con chị mẹ chị hình như 63 á, 62 63 nha. Chị tí thì gì bà cũng khỏe. Mẹ chị khỏe hơn mà mà chắc mẹ chị trẻ hơn mấy người lớn lớn như mình tới cái tuổi đau như cây khô vậy. Giòn dễ gãy đó. Gãy giờ mua không biết. Đau chứ chỉ có nhìn thấy tẩu. Thấy thương đó. Kiểu em hồi nhỏ nhỏ là em đi thì em biết cái kiểu mà em làm em đi theo cái kiểu mình thấy được cái khổ.
Được rồi, trên.